Cháu chào con cô ạ. À, xin chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh An Nông TV. À, các bác thân mến, thật sự là mấy hôm nay rất là buồn các bác ạ. Một ngày còn không ra được nổi một thước phim để cho các bác xem. Đó. Ngày nào cũng mưa các bác, ngày nào cũng mưa nên là không thể nào mà lên trên bản, trên núi được. Đấy, vừa nãy vừa một trận mưa rất là to. Thì cháu Nông với lại Phong lại tiếp tục qua đây để gửi cái phần quà của cô Phạm Thanh Tịnh ở Bà Rịa Vũng Tàu để cho hai vợ chồng em cái. Và vừa rồi lại tiếp tục nhận được tiền của cô Đặng Thị Huệ 200.000 và cô Thủy ở Hà Nội 800. Cô dặn cháu Nông là 800 thì cho Mương 200, cho Nông 200, còn 400 thì cho cái để mua đạm vào, mua phân quái vào ruộng. Đấy thì vừa rồi cháu Nông cũng đã ứng cái số tiền của cháu Nông để đi mua phân rồi, để cho cái rồi. Cũng đã cho Mương đi quái đạm, quái phân cho vào ruộng rồi. Hiện tại là cái số tiền 400 mà cô Thủy gửi cho cái là trừ đi 150 thì còn 250. Thì với cái số tiền 250 của cô Thủy và 200 của cô Đặng Thị Huệ thì cháu Nông sẽ đi mua, tí nữa sẽ cho cái tự đi mua gạo để trực tiếp Nông trả tiền cho. Hôm nay thì cũng không rút tiền lên đâu, rút tiền lên trao tiền mặt cho cái đấy thì lại bơm xăng giết gì chạy này chạy kia lại hết không thôi. Nên là tí nữa sẽ cho cái tự mang xe xuống cái kia để mua gạo cho, mua thịt cho. Và cái túi quần áo này thì khi mà bà Phạm Thanh Tịnh, bà cũng đã gửi cho 300.000. Thì bà có dặn cháu Nông là cho cháu Nông 100, còn 200 này cho cái. Thì hôm trước cháu Nông cũng đã trao 200.000 rồi. Cái ngày mà cháu Nông đi tìm cho cái đi làm phụ hồ ấy, đấy thì cũng đã trao cho cái rồi, là 200 rồi. Thì hôm nọ lên thì thấy cái cũng đã mua được hai con bồ câu về để cho vợ. Còn Phong đấy thì ngày mai bắt đầu đi học rồi. Đó. Còn mấy hôm nay thì chị Hiên thì không có ở với Phong nữa rồi. Đấy, con gái của cháu An Ông cũng đã đi học ở ngoài huyện rồi, đi học ở trường nội trú rồi. Cũng rất là may là cháu học được một chút nên là cũng đã được xét tuyển đi vào trường nội trú huyện Yên Minh rồi. Đấy, bây giờ thì còn Phong một mình ở với lại em Ngân nên là hơi buồn. Cũng rất là thương cái hoàn cảnh của Phong các bác ạ. Đấy, thì bố thì không ra gì, mẹ thì cũng đã mất rồi. Đấy, hiện tại là bơ vơ giữa dòng đời, cũng rất là khổ. Đấy, như con của mình thì đi lo từng tí một mà vẫn còn lo. Mà như Phong thì cũng không ai lo, không có bố mẹ lo, không có cái tình thương của mẹ nữa rồi. Nên là như các bác biết là hiện tại thì cũng được các cô, các bác, các ông bà, cô chú nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng đã ủng hộ Phong, giúp Phong. Thì hiện tại Phong đang sinh sống và ăn ở cùng gia đình cháu An Nông. Đấy, cũng rất là thương cái số phận của Phong. Đấy, như con của cháu An Nông hôm qua vừa đưa ra học đấy thì tối qua về ngủ còn ngủ không ngon các bác ạ. Đấy, một mình con thì cũng 10 tuổi đầu đấy thì cũng rất là lo, sợ các con ra ngoài không biết sinh sống, không biết ở. Đấy, như Phong ấy thì cũng không có ai lo cho. Đó, cũng rất là thương. Và rồi cháu An Nông vô tình bật cái phim Tam Mao TV các bác ạ. Cái Tam Mao TV là ngày xưa chiếu ấy. Vô tình bật lên Phong xem thì về sau kiểu tội quá nên là Phong khóc luôn các bác ạ. Phong khóc. Là hôm đấy cái tập phim ấy thì cũng bố mất xong là mẹ thì bỏ đi. Xong đi tìm thì gặp bác hai thì lại bác hai lại bị cướp đánh chết. Xong là cứ đi tìm mẹ như này từ chỗ này đến chỗ kia tìm mẹ thì về sau mẹ không nhận là con nữa nên là Phong nhìn thấy cái cảnh đấy Phong khóc. Lúc đấy Phong khóc xong rồi bắt đầu đến con gái của Nông khóc các bác ạ.
nhất là thương. Đấy, ngày mai bắt đầu đi học rồi. Cũng may là trường học thì gần gần nhà cháu An Nông. Đi đâu đấy? Một cái từ. Gió bốc cư, lâu nay như thế một gió bốc cư lý cha. Yô. Khăn cháu đó má. Một gió bốc cư nhà nó là. Ôi dô. Ôi dô. Lần này như này mà mùa gió bốc cử. Đây mấy bác đi thu ngô. Mỗi ẻ là? Mỗi ẻ bốc cử là? À. Chào chào ông bà. Đây là túi quần áo của bà Thịnh nhá, à bà Tịnh nhá, mở ra cho bà xem đi. Đây, cái hiện tại là uống nước của nhà cô này ở trên này, đấy đỡ phải mất tiền mua rồi. Là trong nhà thì lộn xộn quá không vào nữa, mở đây để cho các bác xem. Đấy, cái là đi đón về rồi. Nay lên quên mua kẹo. Quên mua không phải quên mà là hôm nọ là bé này cái đưa sang bên kia lại đi đón về rồi. Này đi đón sang bên này rồi, hôm nọ đón đi bà ngoại, này đi đón về rồi. Hiện tại là còn bà thím ở đây nữa. Đâu? Chú nó bú tù có tù bó nẻ thế tù mình nhỏ. Ừ. Lấy ra xem nào. Ôi giời ơi, đồ đấy nó chả bẩn à. Đây, đây là phần quà của Phạm Thanh Tịnh. Mà rồi thì bà cũng gửi tiền trước rồi, chuyển khoản trước rồi, còn hôm nay sẽ tiền của bà sẽ không có trao. Cảm ơn. Cháu cỡ ơ bà, cỡ áo cho cháu à, cháu thích cả ơ à. Cái tiền mà của cô Thủy với lại của cô Đặng Thị Huệ thì tí nữa sẽ cho cái mang xe xuống dưới kia để mua cho. Đấy, không thì trao tiền mặt như nọ. Với trao tiền mặt xong là lại mang đi đổ xăng chạy xe hết cả tiền luôn. Nào mang đồ vào đi. Sáng sớm cũng đã đi lấy được hai bó cỏ về rồi. Đường bạc thím xuống thì cũng giải quyết được một số thứ. Được cái cỏ bò à, và rồi có bán hết đàn dê đấy thì cũng chưa tìm được bò của bác ạ. Chưa tìm được bò nên là chưa mua được. Chín giờ rồi còn chưa ăn cơm, chưa đi làm. Ôi giời ơi. Đấy, bà thím này đi hộ cái trả công. Rồi là cái nhà trên này đi hộ cái thu ngô nên là bà thím xuống lại đi hộ cái để trả công. Cháu ngô này không té à? Hả? Không té ngô à? Chị đa là? Ừ? Một đống ngô này còn chưa té được này này. Ôi trời, chứ nó chị đa mù. Tụi cái. Nó li li mà chả nó tao. Nó ý dầm bùa là. Ô, cái này hỏng hết rồi.
Ăn sáng chưa? Chưa ăn. Bây giờ 9 giờ chưa ăn sáng. Không ăn à? À. Đấy, bây giờ thành một gia đình đông người rồi. Bà nữa. Bà thím với lại hai vợ chồng, hai đứa con nữa. 5 người rồi. Cỏ dâm hết sao không phát cái kia đi? À chỉ lúa mù. Hả? Bò làm sao mà ăn cái này mà bà để cho bò ăn? Cái cỏ này làm sao mà bò ăn? Bò có ăn cái cỏ này đâu mà bà để cho bò ăn. Ôi rồi con bò lại chảy nước mắt rồi. Này phải đi mua thuốc vào rồi. Mua thuốc xịt rồi. Chảy nước mắt như năm ngoái rồi. Sao không cào cái này đi? Hả? Hả? Cào sao nó bẩn như thế? Cái cào phải cào ngay. Thế mà bò ngủ được à? Mùi vô lạ. Cào hết sạch đi. Bẩn hết như này mà để như thế để bò làm sao mà ngủ được. Mấy nữa bò lại gầy đi. Gầy như đàn dê nữa là hết đời luôn đấy nhá. Không ai cho mình cái gì nữa đâu. Sẽ xem qua cái vườn. Ôi dồi ôi, cỏ dậm hết rồi. Mùa này là mùa mọc cỏ nên là chỗ nào cũng dậm cỏ. Ui cái đống phân nhiều thế nhỉ. Phân này không lập vào thì mấy nữa không khô lại không cho vào ngô được rồi. Cái đám nương bên kia nếu mà không ai chăn, không ai đi chăn thả ở đấy thì làm vụ thu, nhưng mà họ đi chăn thả đấy không thể nào mà làm được. Cái vườn này dậm hết rồi, thu hết ngô rồi, dậm hết rồi. Hình như là đang làm rau ở dưới. Cái ơi, đang làm rau ở dưới kia. Ở rau là? À, có thấy quây ở dưới kia. Lấy lưới quây làm rau ở dưới này. Đấy, bây giờ cuộc sống có vợ có con rồi, tự biết mà làm thôi các bác ạ. Năm nay thì có, năm ngoái anh ông có lấy cái sắt quây bên kia nên là trâu bò không vào được. Thì năm nay chuối còn tốt tốt một tí, chuối này. Đấy lại hai cây đu đủ có rất là nhiều quả luôn. Đu đủ đấy là đu đủ của quẩy trồng ấy. Và có một mấy khóm mía nữa. Ở đây có một cây hoa đu đủ đực này. Đấy, bán dê đi thì cây chuối ở trên này lại mọc được rất là tốt rồi. Sao chỗ này không làm rau thì lại đi làm rau ở dưới kia? Cái đây là rau lang này, trước đây quẩy cùng trồng này. Giờ dậm hết mà cũng không làm. Thật sự là một mình nữa rất là nhiều việc. Còn bà thím xuống thì cũng không giúp được nhiều lắm, chỉ đi lấy cỏ bò và giết thôi. Bà thím thì không đi theo được con gái. Đấy, có con gái nhưng mà ở con gái không được, lại cứ đi theo xuống đây theo cái thôi. Theo cháu trai. Phải cào sạch sẽ như thế để cho bò mới ngủ được chứ. Đi tí đi xuống như kia đi mua thuốc cho tiếp vào cái mắt bò đi. Nhìn gì muốn trả một chút xua. Xua xua chỉ xua. Xua. Xua trả chỉ bu. Hả? Thuốc mua trước đây vẫn còn mà lấy xịt vào để cho nó khỏi chứ. Thế thì đi xuống kia để mua gạo đi. Đi lấy xe xuống dưới đi. Giờ sẽ cho cái lấy xe ra để xuống kia để mua gạo cho. Đi.
đi xuống dưới để mua gạo đi. Mua là hả? Một la. Có ít tuổi có trò là hả? Tao hắn đào nước rồi, tụi mi nhỏ nè. Bỏ cái cò đây ra. Ôi dồi, vừa đẻ được có 20 ngày mà làm việc như ai các bác. Vừa đẻ được có 20 ngày nhưng mà làm việc rất là giỏi luôn. Đi nhớ dù ít tuổi thế là hả? Dưới tuổi thế mà tao yêu nó thì dưới tuổi thế mà dưới dầm bò là mà dù dù ít tuổi mà dù trong trong tù mà chó mà dù ít tuổi đấy dù ô pê tuổi đấy mà dù dù cào tù mà đang đang nói chiều vợ cái là đi đâu, đang nói chiều vợ cái bảo là 1-2 tháng nữa đẻ thêm một đứa nữa. Đang là vợ cái con nói là bây giờ không nuôi nữa, nuôi mỗi một đứa thôi, nuôi nhiều sợ chết đói. Nên nếu mà biết tiếp thu thì cũng ok đấy, nhưng mà sợ là biết đâu được. Cái này ai đi lấy? Có ai đi lấy đấy? Bà đi lấy à? À. Bà đi lấy cỏ về cho. Ngày mai nếu mà trời nắng thì phải đi làm thuê. À, hôm nọ có đi tìm việc cho làm nhưng mà mưa liên tục không thể nào mà làm được, người ta không làm, người ta nghỉ. Còn con bò kia thì cái nói là cái tiền kia, cái nói là cái tự đi tìm bò. Thì đi cái nếu mà đi tìm được thì cũng phải đi xem. Đi xem nào có tốt hay không thì mình cũng đã đến chỗ mua gạo cho cái rồi. Anh cho em một bao gạo với lại ít cá khô. Bao gạo loại bao nhiêu tiền? Có loại bao nhiêu nhỉ? Loại bé à? Loại bé đó. Một loại 260, một loại 250. Nên loại 250 đi. 250 à? Chờ tư 7 giờ bây giờ mới được. Các ông bạn. Thế mua cho nó ít dầu ăn nữa. Dầu ăn à? Hay đi mua thịt, hay đi mua thịt. Còn 200. Đi mua thịt mỡ đi. Giòn cây là? Ừ. Giòn cây. Đúng rồi, đi mua thịt về thế cho đi... vợ hình như đẻ sao mà. Đúng rồi, vợ đẻ lâu mà 20 ngày rồi. Lấy cho em bao gạo đi. Lấy. Ờ cũng được mà, cho bao 260 đi. Không mang gì coi, lấy cái gì buộc hả cái? Đây này. Ui dồi, máy tính của tôi. Cái? Đây gạo đây này, đi đây. Rồi. Đẹp như thế này luôn. Đúng rồi. Đợt trước em mua bì, mua không biết là mua ở đâu ấy, bì mấy bao đen đen luôn. Đen đen với lại như kiểu gạo nếp. Cứ về đây mà mua. Đấy, không phải lo chất lượng. Thế là mua một bao gạo không, đi mua thịt đi. Để làm thịt mỡ đi. Ờ thì không mua cá nữa đúng không? 260 nha anh nhỉ? Ừ, 260. Đấy, chuyển khoản. Thế mua thịt rồi thì không lấy dầu ăn nữa đâu gì. Mua thịt thì mình mua kèm thịt mỡ chắc không cần đâu. Ừ. Thôi đi mua thịt cho nó ăn nhé. Ừ, nó đang đẻ cái gì cá mắm thôi.
toàn ăn ngô mà. Ăn mẻ mén à? Ăn mẻ mén đó nhỉ? Đâu? Cái quét má đó nhỉ? Chả biết mang đâu. À hình như lưu đây thôi. Có. Em lưu rồi. Đây. Lưu rồi thì lưu, mà chưa lưu thì đây. Em lấy gì em ơi? Sữa, một loại nào? 166 cuối nhỉ? Ừ, đúng rồi, cái 20. 206. Đấy, cái 206 nó ngon hơn rất là nhiều. Giờ là vàng văn phong thành caramel à? Caramel à? Đủ rồi, được rồi, 206 có rồi. Em cảm ơn nhá. Nào, phong lấy ấy đi. À, cái, có su đâu? Thế thì mang đi để ở kia xong đi mua gạo đi, à đi mua thịt đi. Hả? Tí về lấy à? À thế đi mua thịt đi. Rồi. Bán cho ít thịt thôi. Đứng ở đấy đi ở phòng rồi. Lấy 190. Một cân bao nhiêu? 100. Lấy cái này lấy cho 1 cân 9 đi. Chưa đủ 1 cân 9. Đang có cân 7 thôi. Cho tươi một tí cho nó ít thịt mỡ. Đúng rồi. Đấy. Ok luôn. Cho nó nhìn thấy đi. Thế là 2 cân 1 thôi. Ơ nhưng mà phải chuyển khoản nữa nhá. Có tài khoản nữa. Có. Có à? Đấy. Mình gà được, anh này được 2 lạng thịt. Cua không đi được, có ai chơi đâu. Thế thôi, tiền chỉ có thế thôi. Đấy, được 2 cân 1 thịt rồi. Để về đi nhá. Ừ. Ok. Về đi. À. Đi sang bên nhà một tí. Một chê mình chỉ cho. Mua hông gì cho. Chia và mu. Bao nhiêu nhỉ? 190 thì đọc số tài khoản đi. Họ liên Việt rồi lên. Liên Việt rồi. Việt nào cũng được. Cái dấu của liên Việt như nào nhỉ? Liên Việt cấp anh kìa. Liên Việt này. Ngân hàng bưu điện. Ngân hàng bưu điện đó. Đang bảo đi chơi, không kêu. Nọc số đi. 036. Ok. 97. Trương Thị Lùng à? Trương Thị Lùng. 190. À, đồ mô hàng khẩu ý đủ đây không? Loại mô đủ đây không? Hả? Bọ. Trương Văn Lùng. Ok nhá. Tộc à. Có biết đọc không? Có, em không biết đọc. 1.9 xe nào báo cho tí này. Lưu ở đấy rồi nhớ. Đâu rồi em xem nào. Giờ về chứ, tí nữa lại là đòi lại chứ. Đòi thì đi ra ngân hàng. Chưa báo à? Ở đây báo trừ đấy. Chậm đấy. Đấy. Rồi được nhá. Nào đi về đi, thịt đâu? Thịt